trong video review lens hôm trước, mình đã giới thiệu với các bạn một chiếc lens có kích khẩu khá là thấp f1.3 cho các dòng crop sensor camera của Sony. Nếu như f1.3 chưa đủ rộng cho các bạn thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc lens có kích khẩu f0.95. Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái trải nghiệm của bản thân mình với chiếc lens Mikey 50 f0.95 cho các dòng máy crop sensor của Sony. Thì Mikey đã gửi cho mình chiếc lens này khoảng một tháng nay rồi và mình đã có rất là nhiều trải nghiệm để mà chia sẻ với các bạn. Trước tiên, chúng ta sẽ nói về cái build quality của nó. Với cái thiết kế nhìn rất là vintage, toàn bộ chiếc lens được làm bằng kim loại nhôm, trọng lượng cũng khá là nặng so với lại các dòng máy ví dụ như là Sony ZV-E10 mà mình đang có ở đây. Thì khi các bạn gắn lên chiếc camera, nó sẽ bị hơi front heavy một chút xíu và chắc chắn nó nặng hơn chiếc lens 13 của Viltrox mà mình đã review, bởi vì cái khẩu của nó mở ra quá rộng cho nên cái phần kính được làm rất là dày và to, và mình nghĩ đó là lý do lớn nhất làm cho tổng thể trọng lượng của chiếc lens tăng lên quá nhiều như vậy. Ở trên chiếc lens, chúng ta sẽ có hai cái vòng. Thứ nhất là vòng khẩu. Các bạn có thể chuyển khẩu từ F0.95 cho đến F16 là cái khẩu cao nhất của nó. Và tất nhiên vòng còn lại là focus. Với cái vòng focus này, phải nói đây là một trong những cái vòng focus mượt chuẩn nhất mà mình từng trải nghiệm trên các dòng lens manual. Đây là một chiếc lens manual nha, nó không có autofocus. Tất cả những cái cách thức bắt nét của các bạn đều là phải làm tay hết. Khi chúng ta kéo nét từ xa đến gần, chiếc lens nó sẽ thụt ra thụt vô giống như thế này, nhìn nó khá là funny. Người khác khi nhìn vào chắc họ nghĩ là chúng ta đang sử dụng một chiếc zoom lens, nhưng mà không, đó chỉ là cái cách thức bắt nét kéo focus thôi. Với cái khẩu quá rộng F0.95, đây là chiếc lens có cái khẩu mở rộng nhất mà mình từng trải nghiệm từ trước tới giờ. Đúng, mặc dù nó là crop sensor, nhưng khi các bạn trải nghiệm quay video hay là chụp ảnh ở cái mức khẩu F0.95 so với những cái khẩu F1.2 của Sigma chẳng hạn, dù đó là full frame, nhưng mà nó khác biệt hoàn toàn nhé. Gió thì mát thiệt, nhưng mà nó, bởi vì cái khẩu của nó mở ra quá rộng F0.95, cho nên cái phần gương, phần kính ngay chỗ này, đường kính rất là to. Và cái filter size của nó là 62mm lận 62 so với lại các dòng crop sensor lens khác thì nó khá là to nha. Cái vòng focus này khi các bạn dặn thì nó khá là mượt, nhưng bởi vì nó hơi bị lỏng cho nên cái việc mà kéo nét của chúng ta ở cái khẩu F0.95 nó cũng hơi khó khăn một chút xíu với trải nghiệm của mình. Mình hy vọng là cái phiên bản tiếp theo họ sẽ làm cho cái vòng kéo nét này nó sẽ chặt thêm một chút xíu nữa. Nói về cái vòng khẩu thì chúng ta sẽ không có cái hot stop, nó cũng vặn rất là mượt mà như vậy. Và có một cái điểm mà mình nhìn thấy ở trên này, đó là cái vòng khẩu sẽ có những cái đường răng. Nó giống như là những cái hệ thống pooling focus mà các bạn sử dụng. Cái vòng bắt nét nó lại không có bánh răng. Nếu như mà chiếc lens này có cái vòng bắt nét cũng là bánh răng giống như vòng khẩu luôn thì nó không khác gì một chiếc lens Sony hết. Nhưng mà không sao, đây vẫn là một chiếc lens mà người ta, công ty Mikey làm ra chủ yếu cho việc chụp ảnh và quay video nhẹ nhàng, vlog hay là vintage. Nói về cái từ vintage thì đây, chất lượng hình ảnh của chiếc lens này ở cái khẩu F2.8 trở lên thì tất cả mọi thứ đều rất là sắc và nét. Từ F2 trở xuống F1.4 hay là F0.95, cái nét của nó cực kỳ mỏng luôn. Tất cả mọi thứ ở trong cái tấm ảnh đó nhìn nó rất là mịn, mịn như một cái bánh bông lan gì đó. Nó rất là dreamy, và đó cũng chính xác là cái chất lượng hình ảnh, cái vibe của chiếc lens này mang lại cho các bạn. Nếu các bạn là những người đam mê những cái dạng ảnh dreamy, nhẹ nhàng, mịn, không quá sắc, hay là các bạn ghét những cái digital sharpness giống như mình, thì đây sẽ là một chiếc lens hoàn hảo cho các bạn những cái dạng ảnh đó. Chụp ở cái khẩu F0.95, tất cả mọi thứ nhìn nó rất là ngợi. Mặc dù cái tấm ảnh đó ao nét thiệt, nhưng nhìn nó cũng rất là có chút xíu gì đó, một ngợi ngợi ở trong đó. Nói về phần màu sắc, khi các bạn kéo xuống cái khẩu F0.95, bởi vì nó quá mịn, tất cả mọi thứ, phần highlight và cái phần shadow, nó sẽ hơi bị blend, nó bị nhòe vào với nhau. Cho nên chúng ta
cảm giác là cái tấm ảnh nó bị hơi thiếu contrast. Nhưng khi các bạn kéo lên khẩu f2.8 trở lên thì các bạn sẽ thấy được là cái màu sắc của chiếc lens này nó khá là tươi và nó không hề giả hay là nó không hề mất đi cái độ contrast quá nhiều đâu. Có nghĩa là chất lượng thấu kính của họ rất là tốt. Mikey cũng đã step up cái game cho những cái dòng lens manual của họ rồi. Yên tâm. Còn nhớ có một cái tập mình thử chụp street photography với một chiếc lens manual, chỉ có 10% của cái buổi shoot đó là nét thôi. 90% còn lại đều là ảo nét hết. Bởi vì các bạn biết rồi, chụp ảnh street photography mà chụp manual focus với cái khẩu f1.4 thì đó là một cái chuyện nó rất rất là thử thách. Nhưng mà mình cũng highly recommend các bạn nên trải nghiệm thử. Nó sẽ cho chúng ta một cái vibe mới, một cái trải nghiệm mới trong lĩnh vực chụp ảnh. Biết đâu nó sẽ refresh cái sự burnout của các bạn thì sao. Anyway, quay trở lại chiếc lens này, cái vòng iris của nó có tới 13 lá khẩu, sẽ cho các bạn những cái bokeh rất là tròn với cái mức giá khá là dễ tiếp cận. Nhưng chất lượng của chiếc lens này mình đánh giá khá là cao, mà nó có tới 13 lá khẩu lận. Rất là hiếm những chiếc lens trong tầm giá này mà các bạn có thể tìm được với 13 lá khẩu, cho chúng ta một cái bokeh tròn như trăng rằm. Đây là một chiếc lens mà theo đánh giá của mình cho một cái dạng ảnh vintage thì mình không recommend các bạn sử dụng nó cho các dạng product photography hay là quay sản phẩm đồ này nọ. Bởi vì với những cái dạng ảnh đó thì chúng ta cần cái độ sắc nét khá cao. Nhưng nếu các bạn là những người chuyên quay MV, music video mờ mờ ảo ảo hay là beauty chẳng hạn thì đây là một chiếc lens mà mình sẽ recommend các bạn. Đôi khi những cái video các bạn quay ra từ chiếc lens này thì chúng ta không cần phải cà mụn nữa. Ngoài email cho Sony thì Mikey còn làm những cái dòng khác cho Fuji nè. Không biết là cho Canon hay không, nhưng đảm bảo mình sẽ mua một con cho chiếc máy Fuji XE4 của mình. Bởi vì khi mình chụp Fuji, mình muốn những cái tấm ảnh nó mịn, nó vintage, nó bloom, nó cổ điển, nó classic, nó hơi dreamy chứ nó không quá sắc. Nếu các bạn thường xuyên theo dõi những cái trend ở trên Instagram á, các nhà sáng tạo nội dung rất là thích sử dụng những cái mist filter để cho cái khung hình của họ nhìn mịn màng hơn, nhìn nó classic, nhìn nó cổ điển hơn chút xíu, dreamy hơn. Thì đây, Mikey ra chiếc lens này rất là bắt kịp trend nha. Với cái setup này, Sony ZV-E10 cùng với là chiếc lens 50, mặc dù nó hơi bị front heavy một chút xíu nhưng trọng lượng không quá nặng, mình vẫn có thể set up nó lên trên chiếc gimbal Zhiyun Grand M3. Đây là cái setup mà mình sẽ recommend cho các bạn vlogger hay là thích đi travel. ZV-E10 với cái độ nhỏ gọn và những cái thông số chức năng hình ảnh video của nó cung cấp thì quá ngon rồi. Mình cũng đã từng review, nếu chưa xem có thể bấm vào đường link trên đây. Kết hợp nó với lại một chiếc lens khẩu f0.95, nó sẽ cho các bạn những cái tấm ảnh rất là lạ và sáng tạo. Trong những cái điều kiện thiếu sáng như thế này, các bạn không cần phải set up những cái đèn giống như mình đang có ở đây đâu. Chúng ta hoàn toàn có thể tận mối nhiều ha. Những bạn nào mới quay video hay là chụp ảnh trên Đà Lạt vào ban đêm với những cái setup đèn dây nhìn nó chill như thế này thì chiếc lens này có thể giúp cho các bạn có được những tấm ảnh rất là đẹp. Mở hết khẩu ra, các bạn sẽ không phải tăng ISO quá nhiều và tấm ảnh của chúng ta nhìn nó sẽ sạch hơn, nó không có bị noise hay là hột mũi tiêu. Với cái mức giá chỉ có $250 thôi thì đây là một cái lens mà mình sẽ recommend các bạn nên trải nghiệm. Photography là gì? Quay video là gì? Sáng tạo nghệ thuật là gì? Tất cả đều là trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn công ty Mikey đã gửi sản phẩm mình trải nghiệm và chia sẻ với các bạn. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace.